Quên. Ở bên kia hai sen à? À không, bên kia cũng đẹp đấy. Vâng, tứ tám tuyển trong cả đồ. Kinh thật. Không có, có bên mình cũng khi không tuyển bằng bên kia. Bây giờ tôi chép quân là cái đã. Phát lớp cầm phô. Quýt cầm Egypt. Xi măng cầm Pan. Tẻo cầm AC. Đấy, phô Egypt Pan AC. Quân cũng rất kinh. Chim sẻ được cầm sen. U98 cầm sen tiếp. Mi Thành Lắc cầm Summer. Và cuối cùng là AC của Bơ. Quân này thì mình cũng không dám nói là hơn. À không, thấy có dấu hiệu hơn rồi. Bài vơ vãi quả đôi luôn. Nhưng mà BG này không phải là G Mắc Binh. Bầy hiêu cũng đã thấy rồi. Bầy hiêu đầu đã thấy luôn rồi. Nhưng mà vãi quả thấy hơi muộn một chút. Lỗi dân một tị thôi. Có con voi luôn, nhiều khả năng là một đôi voi chứ không phải một con. Còn chậm tới 2 dân so với sen. Sen thì gì, nó là tiêu chuẩn rồi. Tiêu chuẩn của ép đời trong đề ba không thành. Bản đề chế 2 là ngày xưa thì đây là cái luật đánh hai con chi. Đánh đề ba không thành mình đề ra thì con sen nó rất mạnh. Nhưng mà nhiều bạn mà chơi nhiều bản đề chế khác như đề chế 2, đề chế 3, AODE thì nhà phát hành game người ta cân bằng các loại quân rất là nhiều, đặc biệt là ở bản AODE. Nếu mà để mà đánh từ đầu thì tôi thấy chả có quân nào mạnh hơn quân nào. Quân nào nó cũng có một cái lợi thế riêng. À, ví dụ như để mà ở cái map hai con chi này mà đánh đời 4, đánh kiểu dead map ấy, sen với ví dụ sen với cả cho son thì cho son nó xoắn gì sen đâu, nhưng mà đánh đời 3 không thành thì sen với cho son thì nó phải gọi là 1-10-1-0 thì chẳng phải 1-10-1-tịt. Đây là AC của Gover, chúng ta cũng đá vào một số màn hình máy khác. Summer của Thành Nắc có đôi voi, gỗ đầu cũng được. Và này có thể thiết kế được ép đầu sớm. Đồ lồ về tuy là hơi muộn nhưng có ép đầu sớm thì nó vẫn có thể ép được rồi. Rồi một chiếc BS đầu nhân đôi. Vâng, hai xem mà không thắng thì người ta cười cho, nhưng mà các bạn nhìn thấy đội bạn cũng đều là những loại quân rất mạnh. Mạnh cả đời 3 lẫn đời 4. Nào, với những cái quân như thế này chúng ta chưa thể nói trước điều gì cả, không thể chủ quan. Màn hình máy của 98. Được, dí lên được. Bài 98 rất khỏe đồ, cực kỳ khỏe đồ. Và màn hình máy của sẻ. Ui dồi ôi. Ba cháu nó đứng nó rình. Chớ mà bén mảng đi ngang qua cái nó đớp ngay chết ngay một dân. Đen. Đấy bài xe này chủ lực này. Nhìn các bạn nhìn thế nhà này. Với cái thế xe này làm sao cân được map. Với cái thế nhà như này làm sao cân được map đây. Mà này chẳng may mà gặp Pan đầu cánh nhá, đánh chém ông sẻ mà đánh cung nhá, nó còn băm cho nhấc hình lên ý. Với đế chế bây giờ rất nhiều game thủ người ta tiến bộ hơn nhiều rồi, nó không còn như kiểu ngày xưa nó đẳng cấp nó chênh lệch nhiều quá. Để các game thủ đánh tiến bộ nhiều lắm. Đánh 4-4 thì gần như ai cũng biết đánh hết. 4-4 người ta sử dụng kinh nghiệm nhiều hơn là kỹ năng. Bên kia đều bài đẹp thôi. Không có bài xấu, 19 dân của Pan. Trận này đánh 3 chém một mình vơ đánh cùng cũng được. Bên mình có những quân chém phũ như sen. Cố gắng đánh chém đi, tạo lợi thế đi. Zogon Talmas. 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 Zogon Talmas.
Vâng, đến với mảnh máy sẽ chúng ta theo dõi những tờ đi dò. Vâng, màu 8 luôn. Bắt đầu đóng nhà điều kiện thì phải. Đúng rồi, nhà điều kiện. Không có chuyện thời điểm phút thứ 11 xây được hai nhà. Đánh cung người ta không bao giờ xây A sớm, trừ khi bài có hốc. Người ta muốn khung nhà sớm thì người ta mới đóng A sớm thôi. L2 luôn, bài đánh 2L dành cho chim sẻ. Vừa thấy ông nào chạy giò quá à. Kín bãi vàng vào. Rồi, bãi vàng đã kín. Không biết là nó có ảo ảo gì không, bởi vì bãi vàng nó có con dốc. Như vậy là cánh này là pan và màu 8, tễu là AC. Pan AC đối đầu với sang AC. Cái này ở map, nếu ở map la thì tôi thích là sang AC nó lợi hơn. Nhưng ở map hiện tích thì chỉ cần thôi. Nhưng đây là bài AC xấu hơn. Bò nhỏ toàn tập đến từ tiêu. Bãi quả trong đấy à? Hay là có đồ ăn à? Hay là giấu dân? Trong đấy bãi quả là mệt phết đấy nhá. Sắp đều được quân đấy. Pan đang chỉnh, vâng, Pan đang phi lạc đà tổng tốc lên để có thể lấy tham chim sẻ. Chim sẻ đang chưa chém được gì bởi vì AC cũng đã bò bế nhà rất nhanh rồi. Bò bế toàn bộ. À, AC bò kiểu giữ dân. Chục thằng dân đang đứng chơi không làm ăn. Vơ đẩy cung ra thì AC này sẽ bay. Bay chặt luôn. Pan thì thấy chém có 1L à. Thấy ít lạc đà lắm. Thời điểm này mình thấy có 1-2 con lạc đà thôi cũng nhiều. Trong khi đó nhà vơ ổn định bình thường không vấn đề gì cả. Thậm chí bãi vàng còn mất luôn này. Vâng, cũng vừa kịp lúc mà Pan có bánh xe. Bãi gỗ hở luôn kìa. Bãi Pan ra được 2, 4, 6, 8, 9 cái ruộng. Rất khỏe đấy, bây giờ mà không băn người vào đây nhanh, lấy được con ruộng này nhanh. Một lát nữa thôi. Một lát nữa thôi, Pan nó khỏe lắm. Vơ đã bắt đầu đẩy rồi, vơ đẩy rất khỏe luôn. Lên được cả giáp nữa thì tốt nha vơ nhá. Cho Pan nó phế hẳn đấy. Đẩy màu 8 trước. 98 báo về màu 5 chết rồi. Chưa chết. Màu 5 quýt là người cầm cung Egypt, cung tuyển đấy nhá. Tên này chưa ăn được, thậm chí còn lỗ đấy. Chưa chết đâu nhá, màu 5 vẫn khỏe đấy. Màn hình máy của Lắc 28 rồi. Bắt đầu dâng cả phù lên. Sao bên kia có cung R mà không thèm bắn phù nhỉ? Bắn lớp. Cánh của vơ và sẻ sẽ phải thắng. Chắc chắn là sẽ thắng được. Màu 8 bắt đầu bung cơ sở bao nhỏ rồi. Ăn luôn 6 tên này này. Dí rát vào. Dí như vừa nãy mình bị dí ấy. Bài của vợ không phải là bài có cái thế đẹp. Trong khi đó thì chim sẻ vẫn đang dồn theo cái đạo cung R của tễu. Nó chạy qua khe rừng này vơ này. Để phối hợp với nhau được không? Vơ ăn hết chỗ dân này nhanh nào. Bắn dân nhanh. Đang chưa vội chơi dân mà sẽ tập trung vào ăn quân trước. Rồi, như vậy là tễu đã mất thế. Cánh này thắng rồi. Còn cánh bên kia cần phải thủ, cần phải giữ. Đừng để yếu quá nhá. Để một ít phút nữa thôi sẽ tạt.
Tếu chạy nhá, chạy 12 giờ, tôi thấy hướng chạy 12 giờ. Dân. Màn hình máy của GV. Thằng này là 7 xoại. Đi tìm dân. Nhà vơ xấu đấy, đánh sớm đi. Nhà vơ siêu rộng đấy. Nhà không còn không thể bo được hết nhà đấy. Đi nào. Quân ở nhà lở ra thì cứ đứng ở nhà thủ thôi. Còn cái đạo quân đẩy đi thì chúng ta đi thôi. Vâng, màu lam có một tên tạt. Màu lam có một tên tạt. Tạt khá đông lờ đấy. Bên kia màu lam đi rất nhiều cung. Cả màu 6 ốp này. Cả màu 6 ốp. Vơ đang bị đuổi đạo quân ở ngoài. Và khu vực nhà đang bị ốp luôn. Cánh bên 98 và thành lắc cần phải vào nhà màu 5. Đây là lắc. Rồi, nếu như vơ mất nhà thì AC cũng phải mất nhà. Đấy. Phải đánh kiểu này. 98 đâu rồi? 98 đâu? Có chưa? Ôi ôm nguy kíp là không có ôm quân nào nhà luôn này. Không có ôm quân nào nhà luôn này. Vâng, chim sẻ thì đang về kết hợp và thủ với vơ. Và đã đẩy lui lại được vơ nguyên nhà. Tơn vừa rồi nhìn khá là nguy hiểm. Vâng, 98 tham 34 thôi. Ui dồi. Chưa bay đâu. Chưa bay đâu. Nhưng 15 không nhiều dân đâu. 16 chia sẻ có làm còn làm gì khoanh ruộng 16 hay nó vẫn còn khoanh ruộng mà sóc là đà đấy. Còn khoanh ruộng là khê phết đấy nhá. Thế trận này căng đấy. Màu 6 Pamidan của game thủ xi măng đang đi chém khắp bản đồ. Và lợi thế của những con lạc đà Pan nó tuyển. Vâng, thành lạc vừa rồi bị một tên tụt tham rất sâu. Đang từ 3x xuống 17. Màu 6 chăn quá rát. Bây giờ cần phải đánh bay nhà Pan đi. Đến với màn hình máy xẻ. Không đánh bay được nhà Pan thì nó đi thôi. Còn tuần này có lẽ là một mình chia sẻ sẽ lấy được. Bởi vì Pan nó tạc rất nhiều lạc đà đi ra ngoài. Ở nhà là không có quân. Thôi một mình thôi, không cần lên nữa rồi. Còn 6 lại về nhà. Lạc đà Pan nó đi đi về về nó rất là dễ. Vâng, bên kia không có dân. Toàn châu dân thôi nhưng đối phương toàn tham lại đều. Tham này đội bạn đang đè lên, bên mình lại đang bị đè. Mặc dù vơ có tham này to nhất bản đồ nhưng bên kia nhà nào cũng có tham. Bây giờ những con cung lờ sang kiểu như thế này mà bị gặp Pan nó đuổi nó chém rồi thì rất khó để tụ được quân. Các bạn thấy kích lạc đà Pan này, ủa nó phải 20 con lạc đà Pan đấy nhá. Thế trận này là khoai đấy. Các bạn thể thấy lượng đạc đà Pan trên bản đồ của màu 6 quá đông. Bây giờ ốp vơ rất khó đỡ đấy. Vâng, một tơn đấu mà lẽ ra là phải đẩy cánh được cánh kia rồi thì ăn ngay một tơn tạt đến từ quýt vào mồm. Đây, đánh đây, Trang bây giờ gần như là phế. Nhưng mà con cung lờ này cái tính chất thi đấu của nó không cao nữa. Không còn tính chất thi đấu nữa. Bên kia cứ lạc đà nó dồn. Đông lắm đấy nhớ. Pan mẹ nó phải hơn một kích lạc đà ấy. Tham vẫn đè xuống. Tham vẫn đang đè xuống. Đứng hết quân đẹp đi. Đứng hết quân đẹp đi vơi. Dàn quân thật đẹp đi. Dàn quân đẹp vào. Pan nó bắt đầu đến kìa, chúng bên kia nó sẽ ốp vội đấy, nó sẽ phải ốp đấy. Nó thấy mình lửa to quá rồi nó phải ốp đấy. Bên kia không còn dân.
Dồn hết quân về đứng ở nhà đi, đứng thế đẹp đi. Đấy, đang leve rồi, chuẩn bị ốp rồi, màn hình máy của Vơ chúng ta theo dõi từ nơi nhà. Bên kia không có dân, vẫn còn cửa đánh đấy. Thế trận này Vơ chỉ cần thủ được nhà thôi. Vơ cần phải thật nhiều tay. Đối phương đã dồn tất cả đến đây rồi. Tất cả đều đã có mặt tại địa chỉ gọi là chiến trường, địa chỉ nhà Vơ. Tham lai vẫn đang là khoảng 1.4 lít từ Vơ và chúng ta cùng theo dõi tên thủ nhà. Vâng, đối phương đã bắt đầu vào trong phía bên trong nhà của Vơ rồi. Nhưng lượng quân của Vơ vẫn đang siêu đông. Bên kia để lây chờ. Tham Vơ các bạn thấy tụt 3-40 tham liền một lúc rồi đấy. Nhưng con Lạc Đà Pan nó đang vâng thị uy cái sức mạnh. Sức mạnh của Lạc Đà Pan kẹp QDC cánh bên này thì vâng, các bạn thấy bây giờ đang là 4 nhà đánh Vơ. Bên mình có ai đi làm được cái gì không? Vẫn đang là 1 lít. Tham Lai lực vẫn còn đang sóc quân thoải mái luôn. Sóc quân là nhờ sóc hết lực ra đi. 15 sau tên này lại bắt đầu lại đang lở lại dân. Màu 8 cũng đang lở được ra rồi. Thành Lắc báo về là đang quấy được màu 5. Hay ai? Không như vậy 98 quấy màu 5 rồi. Toàn tàn quân. Tham Lai mình mất tham rất sâu rồi. Tham đè mạnh lắm rồi. Chạy 98 dâng lờ chém thằng Lâm không? Quân bên kia là toàn tuyển, nó cũng dễ đỡ lắm. Đánh không chủ quan được mà bên mình thời điểm đầu đè được. Nhưng mà về sau cái loại cung R dâng của Seng nó phế lắm. Nó không làm được gì nữa. Quả đấy mà không bắn được 5, đáng nghe là tạt 6 thì hay hơn. Cái tên đấy em bảo em bắn thành ra mất thế. Về sau nó có cung, nó đủ cung thủ là em không làm gì đó đấy. Yếu, trận này thì công nhận là yếu. Đánh loằng ngoằng thế nào một lúc bên kia 4 nhà nguyên tham. Bên mình thì mất tham hết. À, mình cũng thấy nó khoai nguy hiểm từ cái lúc mà thấy nhà của Vơ nó không phải là một thế mắc binh. Nhà quá rộng. Đồ ăn thì đẹp thôi, nhưng mà lại không đẩy được, không dí được rát. Đánh kiểu không dí được ấy, bị ăn một tên tạt đến từ 15 thành ra mất thế đẩy luôn. Như vậy là set đấu thứ 3 chúng ta thua với tỷ số 0-3. Đến với set đấu thứ 4 nào.